tập 1057. Luffy lẫn Kaido vẫn đang đấm nhau hăng say trên tần thượng, còn Kid với Lao mặc dù dùng cả bài tẩy chơi tất tay với Big Mom, nhưng chỉ đủ làm bà ta cay mũi lên mà thôi. Yamato chọn cách đi đường vòng tới kho vũ khí, vì có quá nhiều trận chiến xảy ra khắp mọi nơi. Lúc này thằng Obo vẫn cố thuyết phục được Ken theo phe mình làm ngư ông đắc lợi, hắn bảo Kaido khét tiếng mà giờ lại suy vê lở. Đây chính là cơ hội duy nhất và cuối cùng để hạ Kaido. Ngay sau khi Kaido hạ gục được lù thì hắn sẽ để ba thằng người khổng lồ này đấu với Kaido. Hắn dự tính nếu như thế thì trận chiến này chả kéo nổi hai giây đâu. Đưa ra Ken hỏi lỡ như Kaido mới là kẻ bị hạ gục thì sao, thằng lù nó là mên cơ mà. Obo bảo đơn giản thôi bên nào win cũng được mình chứ đến sau KS thôi. Đưa ra Ken đã quyết định đi theo nền văn minh của nhân vật chính. Anh lao lên tấn công Obo, bảo bố mày theo thằng làm mên cho nó lành chứ dăm ba thằng lom dom, như mày theo mà hẹo sớm đang bát tổ mõm với nhau thì Yamato phá tường lao tới. Thấy Yamato đang đối địch với Kaido và hơn hẳn đứa Ra Ken nên thằng Obo quyết định đổi kèo. Hắn làm cho Yamato tưởng nhầm đứa Ra Ken vẫn theo băng bách thú, với cô đang vội nên đã vác hàng lên phang thẳng vào mặt đứa Ra Ken. Nhưng may cho hắn đã kịp giải thích cho Yamato là mình đã rời băng bách thú và đi theo ánh sáng của đảng rồi. Lúc này cái thằng người khổng lồ Fuga bỗng nhiên chạy theo Yamato khiến thằng Obo ngu miệng người luôn, vì không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Hắn quay lại nhờ đám huynh đệ mình đuổi theo nhưng bọn này bận nhậu cơ mờ nó rồi. Thế là đích thân hắn phải đuổi theo Fuga với Yamato, đưa ra Ken thấy thế đuổi theo Obo luôn cho nó vui cửa vui nhà. Ở bên phía của cô và tộc Minh đang bị con CP không truy sát, bọn nó bảo trước khi có thêm nạn nhân thì hãy mau mau ra nộp Jobin ra. Bờ dốc cùng 500 anh em tộc Minh xây có cái đặc cầu ấy mà giao. Lúc này tộc Minh lao lên ứng chiến với đám CP không, họ sẽ tạo cơ hội cho bờ dốc cùng Jobin trốn thoát. Robin nhận ra bọn chúng là đội Cypher Pew, thuộc CB0, là những kẻ lần trước ở Zosa. Chúng là tổ chức tình báo hoạt động dưới chính quyền thế giới. Cô không rõ tại sao bọn này lại đến Onijishima. Nhưng tình hình lúc này là vô cùng tồi tệ. Vì trong CB0 thì đội Cipher là mạnh nhất, mấy thằng đeo mặt nạ này vô cùng đặc biệt và nguy hiểm. Chạy đến một đoạn đường cụt thì bờ dốc đã bế Robin lên và nhảy xuống tầng. Cảnh này mà Sanji nó thấy chắc cay lòi mắt ấy anh em nhỉ nhắc tới sạn cái chuyển cảnh sang sạn luôn. Sau cái lần san di bị chém không chết, súng bắn cũng chả bị làm sao. Anh đang bảo bác Oda búp gì mà búp ghê quá mình không thích nghi kịp. Đang suy nghĩ trong đầu liệu mình có trở nên vô nhân tính như, bọn Genma ma không thì có một cô gái tóc hồng đang kêu cứu. Bình thường thấy gái là san di bật mốt độc là bình dương luôn, nhưng lần này do bú đá hết hạn sử dụng, hay sao mà Sanji nhìn nhầm gái đẹp thành ông già nhà mình, thế là lỡ chân cho em nó một cước vào mõm. Sau khi nhận ra, thì Sanji sốc VL vì cả đời cậu chưa bao giờ động một ngón tay vào phụ nữ, mà lần này lại ảo thế nhỉ. Đang định tiến lên xin lỗi thì bị hội chị em của cô gái đó ngăn lại, bọn họ cho rằng Sanji là một kẻ vũ phu đánh đập phụ nữ. Trải qua cú sốc đầu đời như này nên anh Sạn đã biến thành một sát boy, kệ mẹ thằng Queen và chả muốn đánh đấm gì cả. Sanji bảo mình chả bao giờ làm như vậy cả, cậu không tin được là mình lại xuống tay với phụ nữ như mấy thằng anh của mình. Đang đau đầu suy nghĩ, nên là một con người không đáng tin cậy vì cậu sẽ vô dụng khi phải đối đầu với phụ nữ hay là một chiến binh khoa học tàn ác và nhẫn tâm. Nhưng có thể đánh bại tên quái vật Quynh này và giết hết tất cả khi nhận lệnh. Thì cậu nghĩ về thằng Lù và cái lần nó cứu cậu ở đảo bánh. Sau đó cậu đưa cái chiến giáp Gamma ra. Quynh thấy thế thì rất vui vì hắn sẽ được thấy người máy siêu nhân Gao như thế nào. Nhưng sạn xây éo, cậu một cước đá hỏng cái máy biến hình luôn. Chuyển cảnh sang bên Zoro, đang đấm nhau với Quynh thì điện thoại đổ chuông dù thắc mắc mình có ốc xen truyền tin từ khi nào vậy, mà đang combat gay cấn gọi cái cờ cờ ấy, thế luôn cảnh này giống AD lúc chơi game bị người khác gọi điện lắm anh em ạ. À. Hóa ra Sanji đã lén để ốc xen truyền tin vào đai của rổ để nếu nó bị lạc, thì tìm cho dễ. Sanji lúc này, nhờ Zoro hãy kết liễu mình nếu sau trận chiến này cậu bị mất đi lý trí. Nghe vẫn không hiểu cái mô tê gì nhưng Zoro bảo nếu chuyện đó xảy ra thật thì cậu sẽ đích thân kết liễu Sanji. Sau khi off cô thì Sanji bật chân lửa lên lao vào nướng thịt khổng long. Tới đây là hết rồi, nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và comment chữ x cho mình biết với nhé. Bye bye mọi người.